con đi xa mà xin ngoại cho con ở nhà sớm hôm rồi đây ra là bà hát theo cái sự yêu mến của năm. Toàn cảnh ha. Em sẽ đặt máy ở đây để mọi người xem ha. Đây là Phúc Khánh Đồng Nai nè, đây lên với mộ Vũ Linh. Vũ Linh nè, con ơi. Qua Diên Bình Dương. Giờ chỉ hai con ở phía ngoài như là xe di chuyển đi mọi người, xe vòng lại như vậy. Mọi người xem thì cho xin một like chia sẻ nha. Bây giờ em sẽ đặt máy quay ở đây. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều bà con yêu mến cậu Năm. Cũng như là bây giờ trời cũng lâm râm rồi mọi người. Thời tiết giờ lâm râm rồi. Trời mưa lâm râm rồi mọi người ơi. Giờ thì bà con Phật tử đi về mọi người ơi. Sau khi viếng mộ cậu Năm xong. Bye con. Bye con. Dễ thương á. À, mấy cô về khỏe. Dạ. Dạ. Dạ chào bà. Dạ con chào bà. Dạ chúc bà sức khỏe. Quá trời khán giả luôn. Đi đám á, đi đám ma mà hát mấy bài đó đó. Người ta khóc giờ cái người ta nói sao biết không? Ủa sao bà già mà bà ca gì bản buồn vậy? Ta nói ủa không lẽ ta ca ta già ta ca bản vui. Ừ.
giờ các bà về mọi người ơi. Đây là các vị ở Đồng Nai nha. Thời tiết bây giờ thì chuẩn bị mưa tiếp mọi người ơi. Cái video nãy cập nhật thì trời mưa rất là to. Bây giờ thì quý Phật tử lên xe đi về mọi người. Đi xấu rồi, có chân có số con trâu không? Con trâu có mấy? Con chết. Hả? Không chín cơ. Để con không chín không để. Không chín. Biết trong thì cũng có khách nữa. À, rất là nhiều khách viếng ngày hôm nay. Giờ các bà đi về nè. Chào ông nha. Ở phía trong mà vẫn còn khách nha mọi người. Sẽ đi vào trong thử xem có những khách nào kiếm màu cao năm nữa không nha. Anh đặt máy đây không rồi. Gặp đồng khán giả luôn. Đây là trước một phần của cậu năm. Trong này. Nằm mãi đỉnh nha. Ba. Và rồi thì chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một chia sẻ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh khi xem xong video ha mọi người. Và em xin một cái like nhé. Bye bye.